Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip của một chủ tài khoản có tên Minh Đầu Bạc với nội dung xúc phạm lực lượng công an và lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch. Ngay khi clip đăng tải đã khiến cộng đồng mạng và người dân thành phố vô cùng bức xúc vì hành vi ngang ngược của người thanh niên trong clip. Ngay hôm sau, công an huyện Hòa Vang đã vào cuộc và truy tìm thành công chủ tài khoản đăng tải clip nói trên, cũng chính là thanh niên trong clip. Clip được quay tại khu vực một cánh đồng lúa. Dù chỉ có thời lượng chưa đầy một phút, nhưng người thanh niên trong clip liên tục có những lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng công an và các lực lượng tham gia phòng chống Covid-19. Công an huyện Hòa Vang và công an xã Hòa Tiến đã nhanh chóng xác minh và xác định được đối tượng tên Trần Văn Minh, 24 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, Minh vẫn mơ hồ về hành vi của mình. Lúc đó thì nhạo sai vô rồi, thì lúc đó thì cái suy nghĩ nó không được chu đáo cho lắm. Này mới cầm video lên, không bình tĩnh lắm, cầm video lên và quay và xúc phạm cán bộ. Rồi tôi về nhà rồi đăng lên Facebook. Là tôi ngủ, tôi không biết hết trong thời gian mà tôi ngủ thì anh em nó chia sẻ quá nhiều. Nay tôi dạy tôi xóa liền, tôi để là tôi sai, để là tôi biết tôi sai pháp luật rồi. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận qua xã Hòa Tiến ăn nhậu cùng nhóm bạn và bị lực lượng tuần tra tại tuyến đường liên xã kiểm tra bắt quay đầu. Minh cố theo đường ruộng để băng qua nhà bạn rồi nhậu thì tiếp tục bị công an xã ở đây yêu cầu giải tán. Từ đây Minh tức tối và tiến hành quay clip đăng lên mạng xã hội. Giữa lúc cả thành phố đang ra sức phòng chống Covid-19 thì vẫn có những thanh niên như Trần Văn Minh suy nghĩ hạn hẹp, tìm mọi cách tụ tập ăn nhậu, lăng mạ, xúc phạm lực lượng công an và những lực lượng phòng chống dịch bệnh. Vụ việc này là nó gây dư luận rất là xôn xao trên cộng đồng, đặc biệt là không gian mạng. Cho nên là trước hết là chúng ta có biện pháp tuyên truyền và khắc phục cái hậu quả trên không gian mạng. Thứ hai là về mặt đối tượng thì đối tượng là đang là người có tiền án, và về mặt nhận thức là về việc làm việc ban đầu thì đối tượng tỏ vẻ nhận thức rất là thấp. Cho nên là trước hết là phải giải thích cho đối tượng về những hành vi đối tượng đã làm để đối tượng nhận thức được hành vi của mình là sai. Thứ hai là căn cứ trên cái quy định của pháp luật thì sẽ tiến hành các biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả theo cái quy định của pháp luật. Công an huyện Hòa Vang đang đề xuất xử phạt hành chính Trần Văn Minh 12.500.000 đồng về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.